Nguyên đán là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Đây là dịp để mọi người sum họp, quây quần bên gia đình và đón chào một năm mới với nhiều hy vọng, ước mơ mới. Theo phong tục của người Việt, vào sáng mùng 1 Tết, các gia đình đều chuẩn bị mâm cơm cúng để dâng lên gia tiên và cầu một năm mới bình an, hạnh phúc. Vậy ba mâm cúng vào ngày mùng 1 Tết ở ba miền có những gì? Chào quý vị khán giả. Quý Mão vừa qua, Giáp Thìn đã đến. Ngày đầu tiên của năm mới, xin chúc toàn thể quý vị khán giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, ngày đầu tiên của một năm mới, thường thường hầu hết các nhà đều chuẩn bị cho gia đình mình một bữa cơm thật thịnh soạn để cúng ông bà tổ tiên. Những thứ tinh túy nhất nằm trong món ăn danh mục của Hà Thành thì hôm nay tôi xin chia sẻ một mâm cơm thật sự hết sức đơn giản và lại đầy đủ dưỡng chất và đầy đủ lối cổ xưa của người Hà Nội dành cho tất cả các quý vị xem truyền hình ngày hôm nay. Theo xu hướng hiện tại cũng như theo hoàn cảnh thực tế thì thường thường các gia đình bây giờ rất ít người và điều kiện kinh tế không cho phép, thì tôi xin giới thiệu những cái món ăn đơn giản nhất để quý vị có thể tìm hiểu để sửa soạn cho gia đình mình một mâm cỗ thật đầy đủ tươm tất. Những món ăn của tôi được bày trên đây có thể thay đổi chút về hương vị. Ví dụ, ngày đầu tiên của năm mới tôi sẽ không cúng gà, và để thay thế được cái món gà đó, chúng ta có thể cúng bằng cá chép. Món cá chép ở đây của tôi đó là chả cá bách hoa. Hàm ý nghĩa là mỗi dịp Tết đến xuân về là trăm hoa được đua nở, vạn hoa khoe sắc. Và cái thứ hai nữa là không thể thiếu được trong mâm cỗ ngày mùng 1 là bánh chưng, giò xào, thịt đông là những cái món tinh túy nhất của người Hà Nội. Bên cạnh đó, bây giờ để mâm cỗ được thêm phần rực rỡ và thay đổi khẩu vị thì tôi sẽ làm thêm một đĩa, đó là đĩa chả ngũ sắc cung đình. Trong đĩa chả thì có trứng muối và trứng bách thảo, một đĩa bóng xào thập cẩm. Tiếp theo đó là đến món nem. Còn một bát canh thì hôm nay tôi sẽ chế biến đó là canh cuộn ngũ sắc để thay thế cho những cái bát canh bình thường. Nhưng hương liệu thì vẫn có tôm, tôm he, có thịt nạc, có hoa lơ, có cà rốt, có đậu Hà Lan. Và tiếp theo đó sẽ là một đĩa nộm. Thế là kết thúc toàn bộ một mâm cơm cúng ngày Tết đầy đủ với cá, bánh chưng, giò xào, thịt đông, nem rán và chè kho, đĩa nộm, bát canh. Hy vọng rằng quý vị khán giả xem truyền hình sẽ tạo cho gia đình nhà mình một bữa cơm thật sự hoàn chỉnh và đầy đủ. Xin cảm ơn. Mâm cỗ miền Trung thường đầy đủ các món từ khô đến nước. Hầu hết sẽ là các món mặn, gia vị đậm đà như nem lụi, bò nướng xả ớt, heo quay, gà quay, bò nấu thưng, củ cải kho nạc heo, thịt nạc diêm. Ngoài ra còn có thịt bò, thịt heo ngâm nước mắm và một đặc trưng trong món ăn của người miền Trung. Đó chính là món cuốn, nên không thể thiếu món bánh tráng, rau sống cuốn. Bên cạnh đó còn có các món trộn như thịt gà trộn rau răm, vả trộn, măng trộn, mít trộn làm khai vị. Cuối thực đơn thường là những món tráng miệng như bánh ngũ sắc, bánh phụng linh, bánh sen tán, bánh in bột nếp, các loại bánh đậu xanh, nhuộm màu, được nặn theo hình trái cây, rất nghệ thuật. Ở miền Nam, mâm cỗ cúng mùng 1 Tết sẽ đơn giản hơn hai miền Bắc và Trung. Hầu như các món ăn đều nhiều hoặc ít hơn, đơn giản hay cầu kỳ, phụ thuộc vào tài chính của mỗi gia đình. Thông thường trong mâm cỗ cúng ngày mùng 1 Tết sẽ gồm chả giò chiên, lạp xưởng tươi, gà luộc xé phay, kiệu. Đặc biệt, mâm cỗ cúng mùng 1 Tết của người miền Nam không thể thiếu bánh tét. Ở Việt Nam, nhiều gia đình theo Phật giáo nên mâm cỗ cúng ngày Tết Nguyên đán sẽ sử dụng các món chay,
ví dụ như canh chay, rau củ xào chay, xôi, đỗ. Mâm cỗ cúng mùng 1 Tết không cần quá cầu kỳ mà còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình sẽ chuẩn bị các món khác nhau. Quan trọng nhất là tấm lòng thành của gia chủ trong việc sửa soạn mâm cúng. Sau khi chuẩn bị xong mâm cỗ, người lớn tuổi hoặc gia chủ trong nhà sẽ khấn vái mời tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình. Ngoài ra, trên bàn thờ, ngọn đèn thờ, đăng hay nến đỏ lửa liên tục trong 3 ngày Tết cùng với hương hoa thơm ngát sẽ tạo không khí Tết thêm đầm ấm, sum vầy. Hôm nay gia đình anh Đinh Thanh Quán, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa tụ họp đông đủ để chuẩn bị mâm cơm cuối năm dâng lên cha mẹ. Mâm lễ không cần sơn hào hải vị mà chỉ là những món ngon, sản vật của địa phương mà ông bà yêu thích. Để chuẩn bị cho mâm cỗ, anh em con cháu trong gia đình, người vào rừng, người ra chợ, chọn món rồi cùng nhau tự tay chế biến, thể hiện lòng thành kính của mình đối với cha mẹ. Con cháu thường hay làm một mâm cơm để bưng cho ông bà cha mẹ có ngon để mình ưa thích của ông bà già thì mình sắm gói để chúc cho ông bà sống lâu trăm tuổi và dạy bảo con cháu. Người dân ở đây quan niệm rằng cha mẹ quanh năm vất vả làm lụng để nuôi con cái trưởng thành, nay cha mẹ già yếu thì con cái dù làm ăn xa ở đâu, giàu sang hay nghèo khó đều trở về làm mâm cơm dâng lên đấng sinh thành để tỏ lòng hiếu kính. Đây là một nét đẹp văn hóa cần được phát huy và gìn giữ. Bưng cỗ Tết, ta có từ lâu lắm rồi. Nhưng mà ngày xưa nghèo đói, khổ, nghèo khó về vật chất, cũng con cháu cũng phải có mâm cơm. Mâm cơm này thì chọn những cái vật mà bố mẹ ưa thích, mà theo chúng tôi nó gọi là quý hiếm, mà bố mẹ là cái sở trường, cái khẩu vị của bố mẹ. Thường là bao đầu cuối tháng 11 và đầu tháng chạp người ta bảo bưng cỗ Tết rồi. Hiện nay cái phong tục này đã thấm nhuần cho tất cả các cộng đồng của người Nguồn Minh Hóa. Tục dỗ sống là một nét đẹp văn hóa của người dân ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Truyền thống này có từ xa xưa nhưng đến nay vẫn giữ nguyên bản sắc. Dù cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại, nhưng đối với mỗi con người nơi đây, dù đi làm ăn xa, nhưng cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cũng đều nhớ về quê hương, nhớ gia đình. Và đây cũng là dịp để con cháu sum vầy và báo hiếu lên những bậc sinh thành.